Ok, hi xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Cá đây. Và hôm nay mình sẽ vô Free Fire để mà chơi một chế độ mới y chang như trong Madtrap mọi người à. Thì trong chế độ này mình thấy nó khá là hay á mọi người, nó y chang Madtrap luôn, là có thể xây dựng được như là các bạn mà ngày xưa tạo map cho mình chơi á, kiểu vậy mọi người. Thì chế độ này nó cũng y chang vậy luôn, tạo map xong mình vô mình chơi, rủ bạn bè vô chơi cũng được nữa. Trong map này thì xây dựng nè, rồi tạo thử thách nè, rất là nhiều thứ hay ho ở trong cái chế độ mới này luôn, và mình thấy khá là hay cho nên là mình sẽ vô Free Fire để test cho mọi người xem. Thì các bạn bấm vô chỗ thiết kế bản đồ, rồi các bạn tạo bản đồ thôi. Đó, mình đã vô được ở trong game rồi. Các bạn chuyển đổi chế độ là con mắt đó, thì các bạn sẽ biến qua như thế này để xây dựng. Rồi các bạn lựa những vật phẩm để xây thôi, như là mình đang lựa căn nhà để mà xây nè. Tại vì nó có sẵn cho mình rồi, mình chỉ cần gọi là theo chiều của mình để mình xây thôi. Đó, để cho nó đúng cái hướng xây ha. Rồi mình đã để đúng chiều của cái nhà rồi mọi người. Đó, cái cửa nó hướng ra trước mặt đúng không? Rồi sau đó mình tạo ra thêm một cái điểm dừng xe buýt. Mình không biết để làm gì nữa nhưng mà thôi trang trí nhà mà. Ở đây rất là nhiều thứ ha. Mình bấm vào bên hàng rào thì nó có mấy cái gì đó mà mình không rành lắm, tại vì mình ít chơi Free Fire mà. Còn bên vật thể thì rất là nhiều thứ để mà mình trang trí luôn. Đây mình sẽ đặt cái giá phơi đồ chỗ nhà của mình cho nó giống căn nhà đang có người ở ha. Rồi đặt thêm vài số thứ linh tinh cho căn nhà mình nè. Mình đặt cái cây khô ở chỗ nào ta? Chỗ này đi, ở chỗ này ổn ấy. Rồi đặt ở đây. Một cái cây khô là được rồi. Mình thấy cái cây khô này hơi xấu á. Mình sẽ đặt cái cột đèn. Cột đèn thì mình đặt ở đâu ta? Ở đây một cái đi. Khoan, chỗ cái để xe buýt này, ở chỗ xe buýt một cái đi. Rồi chỗ nào nữa ta? Ok, ở đây một cái. Ok thì mình sẽ tiếp tục xây dựng nha mọi người. Mình sẽ xây cái khu nhà này như là khu nghỉ dưỡng vậy cho mọi người xem. Đầu tiên thì mình sẽ bỏ mấy cái bụi cây nè, đó, để cây vô cho nó xanh tốt cái kiểu đúng không? Cho cái khu nhà nó có hệ sinh thái cái kiểu nè. Đó. Hình như là nó hơi xéo xéo thì vậy, để mình sửa lại cho mọi người. Sửa rất là easy, chỉ cần ấn vô cái block mình muốn xóa thì bấm cái nút xóa thôi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ xây lại nha, xây cho nó thẳng hàng một xíu. Các bạn thấy thì khi mà mình bỏ bụi cây vô thì nhà mình nó xanh tươi lên đúng không? Rất là đẹp. Chứ cái nhà không lẽ có cái chỗ phơi đồ không đúng không? Nó kỳ lắm. Mình sẽ bỏ cái thùng container. Rồi tính ra cái thùng container này nó không có liên quan, mình cũng bỏ vô hay thiệt. Mình bỏ đại mọi người à. Ok bây giờ mình sẽ xóa. Rồi thêm một cái cấu trúc cái vô I love you cái kiểu ha. Hình cây súng rồi trái tim cái kiểu nhìn vô cho người ta biết nhà này kiểu đầy đủ tình yêu thương. Trồng cái chuối luôn. Cùng lắm thì đói bụng quá hái chuối vô ăn. Ok bây giờ mình sẽ để hàng rào xung quanh ha. Hồi nãy mình không để hàng rào, bây giờ mình để hàng rào vô á, kiểu như là nó bị trắng bởi mấy cái lóc kia, mình xây không có dính vô được. Đó, cho nên là hàng rào mình xây kiểu qua lo thôi, cho nó bao quanh xung quanh lại cho nó đẹp tí thôi mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ cho thêm một cái thùng rác. Nhà mà không có thùng rác ăn xả đầy nhà sẽ gọi là khu sinh thái đúng không? Ôi đây khu sinh thái là phải có cái chỗ này nè. Đó, đài phun nước, nhìn vô là người ta muốn người ta tham quan rồi đúng không? Trời ơi, thêm một cái cây này nữa là hết chê luôn. Cây hoa anh đào khổng lồ. Trời ơi, giống kiểu nhà nghỉ dưỡng Nhật Bản á mọi người. Rất là đẹp đúng không? Hay, có hoa anh đào cái kiểu, thêm chiếc xe cùi nữa. Ủa, xe gì cùi bắp vậy? Thôi không cho xe đâu, xe cùi bắp sao cho vô. Rồi, cho thêm lồng đèn này. Trời ơi, đậm chất Nhật Bản luôn. Cái lồng đèn này nè mọi người, lồng đèn đá này nè. Nhật Bản là phải có cái tấm lưới này đúng không? Nó mới giống Nhật Bản được. Cái tấm lưới này chủ yếu là kiểu để cho giống Nhật Bản thôi chứ không làm gì hết. Rồi sau đó mình sẽ cho thêm một cái gọi là cái ô của Nhật Bản luôn. Đây nè, y chang luôn, khu sinh thái Nhật Bản. Có một cái chỗ nghỉ dưỡng cho mình kiểu vô game mình bắn súng xong mình vô đây mình ngủ. Khu sinh thái mà không có ghế khách ngồi ở đâu đúng không? Cho thêm ghế vô để khách ta có chỗ ta ngồi chứ. Rồi, ô che nắng cái kiểu luôn. Mát không mọi người? Quá mát luôn. Rồi, mình sẽ cho thêm một cái biển quảng cáo nữa, quảng cáo khu sinh thái của mình. Ok, quảng cáo nhà nghỉ dưỡng của mình ha. Còn rất là nhiều thứ mà mình có thể trang trí được luôn. Ở đây thì mình lựa được một cái cổng trời nè, rất là hợp lý đúng không? Khu nghỉ dưỡng Nhật Bản. Dạ, để ở đây. Đó, quá hợp lý luôn, rất là to các bạn à. Bây giờ mình sẽ để chế độ người chơi và tham quan cho mọi người xem khu nghỉ dưỡng Nhật Bản của mình. Đây, rất là đẹp. Các bạn có thể vô đây xây dựng một cái khu. Quái, mình để mấy cái ghế nó hơi ngược xíu mọi người ạ. Các bạn có thể vào đây xây cái khu đẹp hơn mình nhiều ha, tại vì mình xây khá là xấu á. Đó, khu nhà nghỉ dưỡng của mình, các bạn thấy ok không? cho mình ý kiến về cái khu này nha. Đấy, điểm xuất phát của mình ngồi kia, mình chạy thẳng vô đây là vô cái khu nghỉ dưỡng của mình á. Rồi đây là cách chúng ta xây nhà ở trong Free Fire nha mọi người, quá là hay luôn. Rồi các bạn thấy cái chế độ mới này như thế nào thì đừng quên để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và đừng quên để lại cho mình một like cũng như comment phía dưới là fanpage để mình thả tim. Và hẹn các bạn vào video Madtrap lần sau.